Chanka Chế Linh tái xuất ở tuổi 80, ngoại hình gây bất ngờ. Một đồng nghiệp gọi vui nam danh ca là thiếu niên có tuổi vì ông vẫn còn trẻ so với tuổi đời. Một trong những danh ca nổi tiếng tại thị trường hải ngoại phải nhắc tới Chế Linh. Ông sinh năm 1942, nổi tiếng từ thập niên 1960, gắn liền với nhiều ca khúc nhạc vàng thời kỳ đầu. Người ta gọi Chế Linh là một ca sĩ trong tứ trụ nhạc vàng. Mới đây, nữ ca sĩ Trinh Di Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều, chia sẻ hình ảnh chụp cùng danh ca Chế Linh trong hậu trường một buổi biểu diễn. Chị kể kỷ niệm nhớ về người anh đáng kính trọng trong nghề. Anh Chế Linh là một người đàn anh đúng nghĩa. Anh luôn ân cần và vui vẻ với đàn em. Trong bao nhiêu năm trong nghề, mình chưa thấy anh lớn tiếng hay xích mích với ai bao giờ. Mình nhớ 35 năm về trước, khi là cô gái 19 tuổi mới chập chững bước vào nghề, anh Chế Linh và chị Khánh Ly là hai ca sĩ tên tuổi lớn đầu tiên mà mình vinh hạnh được đứng hát chung cùng một sân khấu. Sợ và run lắm, nhưng anh Chế Linh luôn pha trò chọc cười để cho mình bớt lo sợ. Những chuyến đi diễn ở châu Âu hay Úc Châu không bao giờ buồn tẻ khi có anh. Với Trinh Nhi Phương Trinh, giọng hát của đàn anh luôn đỉnh cao. Chỉ còn một năm nữa là anh Chế Linh bước sang tuổi 80, nhưng giọng hát của anh vẫn ngọt ngào và cuốn hút người nghe. Ở tuổi gần 80, danh ca Chế Linh gây ngỡ ngàng với diện mạo bên ngoài. Nhiều khán giả nhận xét trông ông vẫn rất phong độ, trẻ trung so với tuổi đời. Ông trải qua 4 đời vợ, có 14 người con và nhiều người cháu. Ông vẫn đi hát khi sức khỏe cho phép và được nhiều khán giả ở các lứa tuổi mến mộ. Gần đây nhất, ông chia sẻ kỷ niệm cùng một fan nhỏ tuổi nhất mới chỉ 8 tháng. Cha mẹ của em bé kể, mỗi khi bé khóc, chỉ cần bật nhạc Chế Linh là nín. Nhiều lần cha mẹ đều dỗ bé bằng âm nhạc của nam danh ca và thấy rất hiệu nghiệm. Mới đây, khi tham gia một chương trình của người em trong nghề Phượng Mai, Chế Linh nhận được ủng hộ từ khán giả về lần tái xuất này. Khi được hỏi về khoảng thời gian 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid, danh ca cho biết ông vẫn nhận một số show đi hát nhưng không nhiều vì dịch bệnh. Ông kể về cuộc sống hiện tại ở Canada. Khi thấy đồng nghiệp nói vui, bảo ông trốn lạnh nên sang Mỹ biểu diễn, ông kể mình đã quen với mùa đông da rét có tuyết rơi. Năm nào không có tuyết thì buồn, càng có tuyết càng có cảm xúc kỳ lạ lắm. Bây giờ bà xã tôi không cho tôi đi xúc tuyết nữa vì thấy tôi lớn tuổi rồi. Khi xúc tuyết, lần đầu mặc đồ ấm nhưng sau một hồi là cởi hết. Nhưng mình đừng vô nhà vội, tôi phải chờ bà xã lấy nước ấm cho uống rồi mới vô nhà, Chế Linh kể. Nói về tuổi tác, nam danh hài cho biết mới có 79 tuổi rưỡi mà nói tôi 80. Một đồng nghiệp còn gọi vui nam danh ca là thiếu niên có tuổi vì ông vẫn còn trẻ so với tuổi đời. Ông cũng bật mí, đôi khi mình cũng thấy mắc cỡ vì mấy đứa nhỏ, vì ngồi một hồi mấy đứa nhỏ xúm lại với mình. Ông già nói chuyện mà sao chúng nó lại xúm vô nghe, nghe mấy chuyện tào lao mà chúng nó vui. Cách nói chuyện có duyên, hài hước của nam danh ca chính là điều lôi cuốn người nghe.